Vâng, em xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một cái dòng sản phẩm có lẽ là bất cứ một gia đình nào hiện nay đang sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đều cần các bác nhé. Đây là con sạc MPPT chuyên sạc cho xe máy điện và xe đạp điện. Tí nữa em sẽ test thử cho các bác cái con này nó chạy như thế nào các bác nhé. Con này công nghệ MPPT luôn các bác nhé. Công nghệ MPPT rất chắc chắn, nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng lại làm được rất nhiều việc. Thì ở đây nó có một cái đầu ra và một đầu vào thôi, hết sức là đơn giản, không có gì cả. Đấy, sản phẩm của nó chỉ có thế thôi. Nhưng thật sự nó quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, con này các bác có thể sử dụng cho sạc ắc quy thoải mái. Đây các bác có thể nhìn thông số kỹ thuật của nó nhé. Con này sạc từ 16V đến 45V. Đấy, như vậy là tấm 100 là các bác đã sạc rồi. Đấy, tấm 100 các bác đã sạc rồi rồi nhé. Thế thì kể cả tấm pin to các bác vẫn sạc được. Quá tuyệt vời luôn. Con này nó có cái dòng sạc là 15A. Đấy, 15A. Thế thì cái tấm pin nhỏ nhất nó báo ở đây là 200W. Nhưng trên thực tế thì tấm 100W nó đã 18V rồi. Thì tấm 100 nó đã sử dụng được rồi các bác nhé. Đấy, đối với cái hệ 36V thì tấm nó cho là 400W, 400W pin đầu vào. Đây là cái bộ tản nhiệt của nó. Bộ tản nhiệt. Đấy, nhìn rất nhỏ nhắn và xinh xắn các bác nhé. Ở đây thì nó có một cái cầu chì. Một cái cầu chì các bác có thể tự kiểm tra. Rất hữu ích luôn các bác. Đấy, nếu có trục trặc con này thì nó chỉ có bị cầu chì thôi. Các bác chỉ việc mua 2.000 cái cầu chì là các bác lắp vào thay. Đấy là trường hợp là nó cháy các bác nhé. Thì các bác chỉ việc mua cái cầu chì các bác lắp vào đó là xong. Con này sạc công nghệ MPPT quá tuyệt vời luôn. Mấy cái bác Trung Quốc phải nói là công nhận giỏi. Chế ra những cái loại mà rất cần thiết cho các gia đình. Em cũng phải nỉ mấy bác Trung Quốc luôn. Đây cái xe này là xe máy điện các bác nhé. Tí nữa em sẽ sử dụng pin và em sạc thử cho cái con xe máy này để cho các bác xem được cái công suất của nó và cái độ sạc của nó như thế nào. Đấy, thế thì con này nó sẽ rất hữu ích cho gia đình nhà các bác. Thật sự quá tuyệt vời, các bác cứ đi thoải mái đi, xong rồi về các bác cắm sạc buổi trưa vào là các bác đã đỡ được rất nhiều tiền điện các bác nhé. Đây, em đã chuẩn bị sẵn một cái tấm pin 100W và một tấm pin 375W. Pin này là pin Solar Fancy các bác nhé. Đấy, pin Solar Fancy, một dòng thương hiệu rất nổi tiếng cho cái hệ nhỏ. Riêng pin hệ nhỏ thì con này thì không có đối thủ rồi. Pin 100W. Đấy. Đối với những bác mà quen thuộc với loại pin này rồi thì không cần giới thiệu thông số, các bác cũng đã biết rồi. Thì ở đây em sẽ đấu vào và cho sạc vào con này. Ở đây nó có một cái đồng hồ thông số để báo. Nhưng em lắp thêm một cái đồng hồ này để cho các bác tiện theo dõi. Các bác có thể nhìn rõ hơn về cái công suất mà nó sử dụng các bác nhé. Đấy, lúc này đang là 4 giờ chiều. Đang là 4 giờ chiều. Nắng miền Bắc các bác nhé. Nắng miền Bắc. Đấy, nếu như bác nào ở trong Nam thì nắng nó gay gắt hơn nhiều. Đấy, thì cái thông số của nó các bác có thể thấy đang 0,55A. Hiện nay đang sạc cho cái con bình của xe máy điện. Đấy, hiện nay ở bên em đang có cái sản phẩm này đầu tiên các bác nhé. Đấy, tất cả các chỗ khác chỉ gọi là chạy theo sau thôi. Em chuyên sưu tầm những cái loại gọi là độc nhất vô nhị để cho các bác tiện theo dõi. Các bác nhớ đăng ký kênh nhé. Ở đây là cái sạc nguyên bản của nó 60V 2,5A. Đấy, cho ra cái công suất sạc tối đa 210W. Đấy, cái sạc nguyên bản. Thì bây giờ các bác có thể thấy cái sạc MPPT này, nó cho tới dòng sạc là 15A. Đấy, 15A luôn. Rất là cao luôn các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ đấu vào cái tấm 375W để xem cái dòng sạc của nó như thế nào. Đấy, sạc luôn cái xe máy này, các bác đi gọi là 100 cây chẳng hạn. Đấy,
hoặc là các bác đi bao nhiêu cây thì nó về các bác lại sạc vào, rất là đơn giản. Đấy, các bác có thể làm một tấm pin và một cái đầu dây đi xuống ở phía dưới, thì các bác chỉ việc dựng xe và các bác đấu vào, cắm vào là xong, chả mất xu tiền điện nào. Để cả buổi trưa thì nó cứ thế nó sạc thôi, rất là tiện lợi. Đấy, thì đây cái tấm bên em đang phân phối cái loại nha, V-Sun 375W. Pin này bán rất là chạy. Đấy, pin này pin full cell, bán rất là chạy, giá rất là mềm. Khách hàng rất là ưa thích cái loại này, bởi vì nó chơi cái dòng vừa. Đấy, lúc này cái công suất của nó đang cho là 1,55A. Đối với cái hệ này thì các bác có thể sạc cho bình 24V được các bác nhé. Đấy, có nghĩa là các bác mà sạc tấm pin năng lượng mặt trời tích vào bình ắc quy 24V thì các bác sạc con này ok nhé. Đấy, buổi tối các bác cứ việc đấu vào con MPPT này là sạc cho bình thôi, rất tiện lợi luôn. Đấy, cho nên là rất thuận lợi cho nhà bác nào đang sử dụng hệ 24V trở lên. Đấy, sử dụng con này quá tuyệt vời luôn. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.